Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Máy em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều. Quá anh chị em thời gian qua, cô bác anh chị em luôn theo dõi kênh cho máy của em ha, như là mua máy bên em thời gian qua rất là nhiều động cơ. Hôm nay em quay cho bác anh chị em tham khảo cái động cơ Mitsubishi 4D31 ha. Con này thì nó trên bộ phát điện nha cô bác anh chị em, bộ phát điện này tôi chậm ha, tôi nó đo cho ra là dùng tôi 1800. Đây là Mitsubishi 4D31, mã số máy là 668989, đâu quá đẹp. Cái này thì nó nằm trên bộ phát điện trần, nó không có cái thùng bao bọc cho nên cái dàn lông bên ngoài nó hơi xuống cấp nhẹ ha. Thì con này gọi là nó khá máy quá chị em, chứ không có gọi là cọp nha, chứ không có cho vô là xuất sắc luôn. Con này là khá máy. Đấy. Chất lượng con này thì trên 80%. 4D31 này thì các bác chị em có thể đấu lên xe đào nè, cũng như là chạy máy bánh xích hoặc là chạy ghe tùy theo công việc mình đang cần sử dụng cho cái mục đích gì đó. Đấy, máy thì em cam kết nguyên zin nguyên bản nha các bác chị em, không có sơn dặm, không có tháo mở chế ráo tào lao mới lao gì hết. Đấy, chân máy nó có để Mitsu, công nhận mình thích cái dòng Mitsu này, nó có đặc biệt nhiều cái đó quá chị em. Đấy, con này gọi là khá máy nha, trên 80%, giá cũng rất là dễ chịu nha quá chị em, chứ không có cào lắm. Dòng 4D31 thì em này nó không có trục bô quá chị em, thì con này mà có bác chị em có nhu cầu đổi trục bô thì bên em sẽ đổi trục bô cho bác chị em luôn. Ơi, để máy à, em để máy cho bác chị em nghe tiếng máy của nó nha. Này bê tông một tấc. Một điều đặc biệt của máy này nãy giờ em quên nói cho các chị em biết, con máy này đầy sạc 24 nhưng mà mình đầy 12 vẫn chạy nha các chị em. Nãy giờ đầy cái lọc em đầy 12 một bình luôn á, nó lạ lùng ha. Con này là đầy sạc 24 nha, đầy 12 chạy luôn đây rồi, thấy không, nó rất là êm luôn. Về của anh chị em đầy một bình luôn, em đang đầy cái bình 70 nè. Đấy, con này nó quá êm mà, đầy 12 chạy luôn hay quá chị em, quá đã luôn. Thì cô bác chị em muốn đầy 12 thì em đổi cái sạc 12 luôn cho. Thì nó đang sạc 24, 12 mình đổi sạc 12. Rồi, cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm cô bác chị em đã theo dõi kênh máy của em thời gian qua cũng như là mua máy ủng hộ bên em nha. Con này là lòng một tấc nha cô bác chị em. Con này lòng một tấc. Dòng tua con này nó đang cho gan 1800 nhưng mà dòng tua cho phép của nhà máy nó hết. Khả năng của nó là 2006 2007 đấy. Con này nó cho ra ngựa cũng rất là cao nha các bác chị em. Con này thì mát công sức của nó cũng gần 100 ngựa các bác chị em, tám mấy 90 ngựa gì đó đâu đó, cho nên là các bác chị em cứ cân nhắc mà công việc mình sử dụng nha. Con này thì gắp trên xe đào nào nó hợp lý thì các bác chị em gắp vô. Các bác chị em có nhu cầu đổi trục bô thì em đổi trục bô cho bác chị em luôn nha. Con này trục bô thì đổi tính tiền kim tiền riêng. Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.